Hello, đang chào cả nhà. Hôm nay Trà xin giới thiệu cho các bạn về một cặp ghế mây rất là phù hợp để setup cho tiệm spa, quán cà phê và studio nhé. Let's go. Ghế mây Elizabeth siêu siêu sang chảnh mà các quý cô nào cũng muốn thử được ngồi là đây nè. Ghế đơn mây với họa tiết đan thành hình cánh bướm với phong ghế siêu đỉnh quý phái cho mọi góc cạnh đó nha. Trà đặt ở giữa hai ghế nàng thơ là một thảm cỏ xinh xắn tự nhiên. Chiếc bàn xoắn chuẩn đỉnh mây đan truyền thống thủ công mà không có chất liệu nào khác trên trái đất có thể làm đẹp tương tự như vậy được. Không quên kèm chung với hai ghế đơn mây họa tiết để thư giãn gác chân khi làm tại spa nè. Ghế mây mà thiếu gối tựa là chưa ra gu được đâu nha. Vậy nên Trà luôn kèm thêm đa dạng các mẫu nệm lưng để các bạn tự ngồi thoải mái hơn nhé. Bạn nào chưa có gấu thì ngồi ôm đỡ đỡ cũng được à nha. Không gian xinh xắn để thư giãn tại quán thì chắc chắn là phải cần một tách trà để thưởng thức chứ không là thiêu thiêu lắm đó. Mình biết là rất nhiều bạn đau đầu trong việc chọn mẫu nội thất để decor cho quán. Thì với kiểu dáng ghế mây này mình thực sự recommend làm điểm nhấn thư giãn tiêu biểu cho spa và coffee nha. Vì em ấy ngồi tựa rất thoải mái mà còn được rất là nhiều bạn nữ thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tưởng tượng xem khi vừa vào không gian của bạn, mọi người đập vào mắt là ghế mây nàng thơ vintage này thì cũng là signature của quán bạn luôn rồi. Ôi chưa cha, ngồi trên ghế mây thư giãn mà còn gác chân được nữa thì thoải mái luôn thôi. Vì bạn feedback đang chà là ngồi trên ghế tụi mình vừa đọc sách được mà cũng vừa không muốn đứng dậy luôn. Siêu hot là đây, bạn nào mua full một bàn ghế tại Đan Trà sẽ được tặng kèm một em làng mây xinh xắn này nhé. Nhớ đòi Trà nghiêng. Nhanh nhanh inbox cho Đan Trà để xem thêm nhiều một bàn ghế mây khác cho quán nữa nha. Bye bye.